chơi chiến dịch tử thần. Thì dạo này mình cũng bận nhiều việc nên cũng ít làm video về game. Trong vài ngày nữa mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn những video về game chiến cơ điện thoại và chiến dịch điện thoại. Thì mong các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ mình để mình làm nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái đồ chơi chiến dịch tử thần. Mình chỉ còn một màn nữa thôi, là màn 12 là kết thúc chế độ chơi này rồi. Đây là màn cuối của phiên bản hiện tại. Thì không biết sau này chiến dịch hiện thời nó ra thêm những cái màn tiếp theo thì lúc đó mình sẽ chơi tiếp. Thì hôm nay sẽ khác với như lần trước. Bây giờ mình chiến cơ thì mình sẽ sử dụng từ bộ lãnh chúa trước. Sau đó sẽ đến tới bộ hỏa tướng và đến bộ tử thần. Thì còn về phần phi công thì như các bạn thấy là trong những cái màn từ 11 trở xuống á, thì đa số các bạn đều vượt qua được. Thì vì cái những cái màn đó tương đối là cũng không khó lắm đối với những bạn có 3 bộ chiến cơ là đầy đủ. Thì hôm nay mình đến với cái màn 12 này, chắc chắn là màn cuối thì nó phải yếu, nó phải mạnh hơn những cái màn trước đây rồi. Bây giờ mình sẽ không sử dụng cái con phi công lít này nữa, mình sẽ chuyển qua một con phi công. Thì các bạn thấy đây là con phi công Angelina. Con phi công này nó là phi công thần chết. Thì nó có skill là giảm 50% máu khi đạt siêu cấp. Vô hiệu là không sử dụng được skill khi máu ít hơn 40%. Thì các bạn trên 50% thì các bạn sử dụng được skill này. Đó. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái con phi công này làm phi công chính để mình sử dụng cái skill của nó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ra và trận và chơi thử cái màn chiến dịch tử thần, màn 12, màn cuối ở phiên bản hiện tại cho các bạn cùng xem. Đây là màn 12 của chúng ta. Lực chiến của yêu cầu là 27.000. Lực chiến của mình thì yếu hơn nha các bạn. Nhưng mà không sao, mình có 3 bộ siêu chiến cơ mạnh thì mình cũng có thể là chơi được màn này, không cần phải lực chiến bằng nó đâu. Đây là bộ siêu chiến cơ lãnh chúa của mình, bộ đầu tiên. Thì các bạn thấy là con phi công Angelina này nó sẽ có cái biểu tượng là hình chữ S. Khi mà máu của mình trên 50% thì mình mới sử dụng được nha các bạn. Nó sẽ tụt 50% máu để thành siêu cấp. Nếu như các bạn có một cái trợ giúp là cái biểu tượng chữ V kia thì các bạn có thể sử dụng siêu cấp, tặng thêm cái V nữa là được 2 lần siêu cấp. Đó, ê, mình vừa sử dụng siêu cấp với các bạn. Sau này mình sẽ tăng thêm một cái trợ giúp nữa nó thành siêu cấp tiếp. Thì mình cũng khuyên các bạn là ở màn này là đạn của boss rất là mạnh nên các bạn cố gắng là không càng trúng ít đạn của boss càng tốt. Nếu như mà mình khuyến khích các bạn là trúng đạn với con mà cái tàu nhỏ nhỏ mà bay ra đó các bạn, mấy cái tàu con mà nó bay ngang qua nó đẩy đạn xuống, mình trúng đạn của những cái tàu đó thì cực kỳ nhẹ. Đó, mình thấy cái tàu bay qua kìa, thì trúng đạn của những cái tàu đó thì rất là nhẹ, mất rất ít máu. Còn đặc biệt trúng đạn của boss thì tụt máu đó khủng khiếp. Này mình lại được siêu cấp nữa rồi. Cái này mình nghĩ chắc cũng may mắn một phần nữa các bạn, nếu như các bạn không thực sự mạnh hơn boss. Đây là con boss thứ hai của mình rồi các bạn. Nếu như mà với bộ lãnh chúa đầu tiên này mà mình vượt qua được 2 boss thì quá là thời. Nhưng mà chắc là không được, là còn khoảng 40 giây nữa thôi. Thì mình sẽ cố gắng hút máu của boss càng nhiều càng tốt. Đó các bạn thấy là mình trên 50% máu là mình được sử dụng tiếp rồi các bạn. Ở đây nó sẽ có cho mình 5 quyền trợ giúp. Thì con này rất thuận lợi cho chúng ta việc kết thúc boss nhanh. Còn cái con phi công đó các bạn thấy là mình vừa trúng đạn của cái tàu con vừa chạy qua đó các bạn. Cái tàu nhỏ nhỏ vừa chạy qua đó. Thì máu của mình tụt xuống rất là ít. Còn nếu như mà các bạn trúng đạn của con boss lớn này một cái thì nó sẽ là đây luôn. Thì đây là mình tự chết để lấy vật phẩm nha các bạn. Gần giờ khoảng 3 giây thôi. Chết đạn đó là vừa. Bây giờ mình sẽ thay bộ siêu chiến cơ hỏa tướng vào. Thì bộ hỏa tướng của mình là cũng được tương đối mạnh chứ cũng không yếu lắm, mà cũng không là mát, chưa mát nha các bạn, cũng bình thường thôi. Thì mình nghĩ các bạn xem xong video của mình, các bạn chơi theo thì cũng có thể là vượt qua được nếu như mà có những bộ siêu chiến cơ giống mình. Mình cũng nói luôn với các bạn, phải tránh đạn tuyệt đối, không được trúng đạn nha bạn, không được trúng đạn của boss. Nếu như trúng đạn của boss thì các bạn là thấy thứ nhất là gây cho mình là mất tập trung, nản. Đó, đạn của cái tàu con nhỏ nhỏ bay qua thì khuyến khích các bạn trúng đạn nó càng nhiều càng tốt, tại vì trúng đạn đó thì rất là nhẹ.
ở đây là mình có thể là sử dụng được quyền trợ giúp của phi công nữa các bạn. Máu còn rất là nhiều, đầy máu luôn. Như vậy là mình còn tới hơn 1 phút đã vượt qua được boss thứ hai với bộ siêu chiến cơ thứ hai. Các bạn thấy là cũng tương đối dễ, không hề khó lắm nha các bạn. Chỉ cần các bạn chú ý đạn và né đạn 100% thôi là được rồi. Những cái loại đạn của những con boss lớn này rất là mạnh thì mình đừng có để trúng đạn của nó. Trúng đạn của con tàu nhỏ nhỏ thì càng nhiều càng tốt. Đó là mình khuyến khích các bạn theo kinh nghiệm mình chơi để các bạn dễ dàng vượt qua. Các bạn thấy mình trúng đạn của cái tàu kia 2-3 lần nhưng mà máu vẫn còn đâu khoảng 50% chứ không có cạn máu. Tại bây giờ mình còn khoảng 30 giây thôi cho nên là trúng đạn vài lần cũng không ảnh hưởng gì nha các bạn. Để nó tụt máu xuống dễ chết hơn. Mình sẽ cố gắng tận dụng cái bộ siêu chiến cơ này để gặp con boss cuối luôn và hút của nó được càng nhiều máu càng tốt. Tận dụng tối đa thời gian nữa các bạn, còn 15 giây thôi mình đã gặp được boss. Thì mình sẽ bắn con boss trong khoảng 10 giây và sau đó sẽ tự chết và sử dụng trợ giúp của phi công. Con phi công này nó chỉ còn 2 quyền trợ giúp nữa thôi. Nhưng mà phi công này nó có điều kiện là máu các bạn. Thấy các bạn thấy chưa? Chỉ cần mình trúng một lần thôi, trong khi đó máu mình còn rất là nhiều, bản chất luôn. Đây là con boss cuối cùng rồi, nên mình thay luôn cái bộ siêu chiến cơ mạnh nhất của mình, đó là bộ tử thần, vào cho các bạn xem. Ở đây các bạn thấy là mình có cái vũ khí này cộng 10, tại vì bữa trước mình cộng nhầm á. Đáng lý thì mình cũng không cộng cái bộ siêu chiến cơ này làm gì. Các bạn thấy là mình vào mình ăn những vật phẩm mà con hỏa tướng chết nó thải ra cho mình thì cũng được siêu cấp luôn. Thì các bạn tận dụng siêu cấp nữa nha các bạn. Tận dụng siêu cấp tối đa luôn. Đó, các bạn ăn thêm một trợ giúp nữa lên siêu cấp. Xong cái quyền trợ giúp này kết thúc thì mình sử dụng phi công để siêu cấp tiếp. Siêu cấp càng nhiều càng tốt. Khi mà cái cây máu màu xanh này á, mà nó con boss mất được cây máu màu xanh đầu tiên này thì nó sẽ cho chúng ta một cái vật phẩm. Xíu máu nữa thôi, mình sẽ cố gắng không sử dụng trợ giúp để ăn boss trong cây máu đầu tiên này. Tận dụng tối đa thời gian, còn khoảng 1 phút nữa thôi. Như vậy là mình không được siêu cấp nhưng mà mình có khiên. Thì kết thúc khiên mình sẽ sử dụng phi công. Đó, các bạn thấy là mình lên siêu cấp thì mình có bằng bảo vệ nữa, rất là thuận lợi. Các bạn thấy còn khoảng 59 giây mà mình đã tiêu diệt gần được một nửa cây máu đỏ của con boss thứ ba này rồi. Con boss này rất là mạnh nha các bạn, lực của nó là tới 27.000 lần. Bạn nào mà có mát cộng 12 bộ lãnh chúa thì có khả năng là qua được cái màn 12 của chế độ chiến dịch tử thần này tương đối dễ. Tại vì lực chiến của con lãnh chúa mát 12 thì nó mạnh rất là nhiều, khoảng 30 mấy ngàn. Các bạn thấy mình còn khoảng 20 giây nữa thôi. Có vẻ như là mình sẽ vượt qua được cái màn này. Như vậy là mình đã kết thúc màn chơi này và dư khoảng 15 giây nha các bạn. Thì các bạn thấy là mình khi mình kết thúc được cái màn cuối của chế độ chơi chiến dịch tử thần này. Đó thì mình sẽ được nhận thêm kim cương nữa. Phần thưởng rất là hấp dẫn cho tất cả mọi người ở đây. Như các bạn nào chơi thì rất là thích thú kim cương. Kim cương mình đang là 2.700. Thì mình nhận thêm 320 nữa, là hơn 3.000 kim cương nữa các bạn. Nếu như các bạn để dành kim cương thì các bạn có rất là nhiều. Đó, ở đây hiện tại thì mình có khoảng 3.067 kim cương. Mình còn cái màn 24 của chiến dịch khó thì mình chưa vượt qua. Thì mình sẽ chơi và giới thiệu đến các bạn luôn. Sẽ chơi và quay. Thì video của mình tới đây thôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhớ like và subscribe cho video game FHD giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt tất cả các bạn.